Sasuke là một trong hai nam chính của bộ truyện Naruto, là thành viên cuối cùng của gia tộc Uchiha và là một trong những nhân vật mạnh nhất ở cuối truyện. Nhờ vào sức mạnh của Sharingan huyền thoại, sự truyền thừa của những người đi trước, sự luyện tập và học hỏi không ngừng nghỉ, Sasuke đã tập tới đỉnh cao của sức mạnh nhằm chiến đấu với những kẻ thù mạnh nhất. Trong quá trình đó, Sasuke đã đạt được vô số nhân thuật siêu mạnh, thậm chí còn thuộc top những nhân thuật đáng gờm nhất của bộ truyện. Chào mừng các bạn đến với Obito Channel. Trong video này, chúng ta hãy cùng điểm lại top 9 nhân thuật mạnh nhất của Sasuke nhé. 1. Nhẫn thuật không thời gian. Nhẫn thuật không thời gian là một dạng thuật khá hiếm người sử dụng được. Hồi đầu, khi mới nhận được chakra lục đạo từ cụ Hagoromo và thức tỉnh Rinnegan, thì Sasuke chưa hề sử dụng nó. Nhưng anh đã dần khám phá ra được sau khi rời khỏi nàng để làm nhiệm vụ mật. Bằng nhẫn thuật này, Sasuke có thể mở cổng du hành tới các chiều không gian, địa điểm khác nhau ngay tức khắc, thậm chí cũng có thể đưa một lượng người nhất định theo cùng. Tuy nhiên, nhẫn thuật này lại rất tốn chakra, vậy nên Sasuke đã không thể dùng nó liên tục được. 2. Chidori Kagutsuchi. Chidori Kagutsuchi vốn là nhẫn thuật kết hợp giữa tia sét hùng mạnh của Chidori và ngọn lửa thiêu rụi mọi thứ của Kagutsuchi. Nhẫn thuật điều khiển hắc hỏa. Với sức mạnh của hắc hỏa, Chidori này vô cùng nguy hiểm, có thể hoàn toàn đối chọi lại Rasengan sở hữu sức mạnh lục đạo và lấy đi một cánh tay của Naruto. Thứ 3. Kirin. Khác với những thuật nôi độn thông thường, Kirin lại vận dụng sức mạnh đến từ môi trường xung quanh. Bằng cách sử dụng chakra, Sasuke đã kéo tia sét từ những đám mây sấm sét trên không đánh thẳng vào mục tiêu anh chỉ định. Với tốc độ đánh rất nhanh, chỉ khoảng 1/1000 giây để chạm tới mặt đất. Vì vậy, việc né tránh nó gần như là không thể. Bên cạnh đó, đây cũng là một chiêu thức có thể tấn công ở diện rộng. Trong trường hợp điều kiện môi trường chưa đủ để đáp ứng kịp, người dùng cần tăng nhiệt độ lên đột ngột bằng cách lợi dụng các chiêu thức của hỏa thuật, đặc biệt là Amaterasu. Việc đứng đúng địa thế, tức vị trí cao, cũng giúp nhân thuật thi triển được chính xác hơn. 4. Ảo thuật Rinnegan. Với Rinnegan, nó đã nâng tầm Sasuke trở thành một trong những người sử dụng ảo thuật mạnh nhất mọi thời đại. Chỉ trong tức khắc, anh có thể khống chế cả 9 vĩ thú chỉ trong vài giây và nhốt chúng bằng Chibaku Tensei. 5. Kagutsuchi. Ai cũng biết Amaterasu là một trong những nhân thuật mạnh nhất, cũng là chiêu thức hỏa thuật đáng gờm nhất. Nó là ngọn lửa đen sẽ đốt cháy mọi thứ, cháy suốt 7 ngày 7 đêm, gần như không thể chủ động dập tắt được. Và Kagutsuchi chính là nhẫn thuật kiểm soát ngọn lửa này. Với nó, người dùng có thể định hình hắc hỏa, điều khiển nó tùy ý để có thể phù hợp với các chiến thuật tấn công khác nhau. 6. Chibaku Tensei. Thiên đạo là một trong những khả năng cơ bản của Rinnegan, nên Sasuke có thể sử dụng các thuật liên can đến nó, bao gồm cả Chibaku Tensei. Chibaku Tensei, địa bọc thiên sinh, được tạo ra với mục đích là giam giữ thập vĩ. Vậy nên, sức mạnh của nó là vô cùng đáng gờm. Bằng cách phóng ra một khối cầu chakra nhỏ sở hữu lực hấp dẫn mạnh không tưởng, người dùng có thể hút toàn bộ mọi thứ trong phạm vi bán kính một cây số nhằm tạo nên một khối cầu khổng lồ vững chắc, rất khó để thoát ra. Với Rinnegan, chính chủ và chakra lục đạo, cả Sasuke lẫn Madara đều có thể sử dụng chiêu này ở đẳng cấp cao hơn, tạo nên nhiều khối cầu lớn hơn. Sasuke đã dùng nó để giam giữ cả 9 vĩ thú nhằm hấp thụ chakra, còn Madara thì dùng nó nhằm tạo nên cơn mưa thiên thạch giáng vào đầu kẻ địch. 7. Thiên hoán năng. Bản chất của thiên hoán năng cũng là một nhất thuật không thời gian, giúp người dùng có thể đổi chỗ của họ với bất cứ thứ gì, bất kể khoảng cách nào, miễn là họ nhìn thấy được. Sasuke đã từng sử dụng nó để dịch chuyển từ dị giới của Kaguya tới vị trí của Sakura. Nó có thể tạo nên lợi thế bất ngờ cho anh đối với những địch thủ khác. 8. Susanoo. Susanoo toàn chân thể của Sasuke là một trong những nhân thuật hoàn hảo nhất mà cậu từng sử dụng. Có sức mạnh sánh ngang với cả vĩ thú, chém bay những ngọn núi chỉ với một đòn, có thể vừa tấn công vừa phòng thủ, lại có thể kết hợp với những nhân thuật khác như Amaterasu hay Chidori. Nhờ nó,
Sasuke có thể hoàn toàn đối chọi lại hình dạng vĩ thú có hình thức sức mạnh lục đạo của Naruto. Bên cạnh đó, nó cũng có thể ngăn chặn ảnh hưởng của Mugen Tsukuyomi, ảo thuật mặt trăng. 9. Inra no Ya, mũi tên Inra. Mũi tên Inra chính là một đòn tất sát của Sasuke khi cậu đang sở hữu sức mạnh âm tiên lực của lục đạo chân nhân. Bằng cách tập trung chakra của Hinoi, Susanoo của cậu có thể phóng ra mũi tên sấm sét có sức mạnh hủy diệt cực lớn. Đây là chiêu thức có sát thương mạnh nhất mà Sasuke đã từng sử dụng. Trên đây, mình đã liệt kê 9 chiêu thức mạnh nhất mà Sasuke đã từng sử dụng. Và video của mình đến đây là hết. Cảm ơn anh em đã đón xem. Hãy like và subscribe kênh để xem nhiều video hữu ích về Naruto hơn nữa nhé. Bây giờ và xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo. Bye bye.